Di Mario, 1-1 với Victor Di Mario. Không có gì cả. Và Di Mario thì cũng không nên phản ứng. Luôn biết cách để trở thành trung tâm của sự chú ý. Đó là Di Mario. Trong màu áo của Hoàng Gia Lai, của FLC Thanh Hóa, trong máu của Hà Nội và bây giờ là Hải Phòng. Thẻ vàng. Như đã nói thì Di Mario không nên có những phản ứng như vậy. Thẻ phạt cho phản ứng của Di Mario. Con ngựa trứng mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ là vẫn chưa thể cầm cương hoàn toàn, vẫn chưa thể kiềm chế được anh cho những tình huống như thế này. Đó là pha tranh chấp với Victor.